Bà nội cho em ăn no căng bụng luôn á. Hay vậy bà nội cũng rủ em ở đây ngủ nữa chứ. Em phải nói hết lời luôn á. Em nói á là anh ngủ mà không có em á là anh sẽ không ngủ được. Bà nội mới cho em về đó. Nè, mới 9 giờ tối rồi làm gì ngủ sớm vậy? Vậy nói chuyện với em đi. Nè, phòng em bị bể chai nước hoa của chị Lan nên là em qua đây ngủ ké chút á mà. Trời đất ơi, anh Tôm đâu? Nè nước nè, lần sau tự đi lấy nghe chưa, anh không có rảnh hầu em đâu. Ủa dạ, bên nhà nội vui không? Vui. Ủa nè, nè đi về phòng ngủ. À anh Tôm, cho em ngủ chung nha. Ừ, mày ngủ ngủ canh nửa đêm bây giờ. Đi toilet cẩn thận, chứ đạp bụng anh giống lần trước á. Biết rồi, biết hoài. Ủa là sao? Mà bây giờ bé Hân ngủ đây rồi em ngủ đâu? Thì bé Hân ngủ đó, em ngủ đây, anh ngủ dưới này. Có gì kỳ vậy? Sao đâu? Thấy sao sao rồi đó nha. Ủa em gái thì làm sao mà ngủ chung phòng với anh trai mặc dù là anh em đó. Huống hồ gì bây giờ anh đã có vợ rồi, làm sao ngủ chung được? Là sao? Là chị muốn đuổi em ra khỏi phòng này đúng không? Nhà người ta không có phòng riêng, còn phải ngủ chung, huống như là nhà mình. Đồ ích kỷ. Hân, chia rẽ tình anh em ta. Hân, nè, mẹ có gì đâu mà em la nó dữ vậy. Nó là con gái nhưng mà cái giới tính của nó mạnh mẽ lắm, hiểu không? Trời, với lại tụi anh là anh em ruột mà, có gì đâu. Thôi đừng có giận nữa, mình ngủ đi. Chắc nó giận dữ lắm á. Hân ơi, Hân ơi, Hân. Nè Tâm. Ủa mình làm gì sai chứ? Trời đất ơi, cái con Thanh này tại sao nó đối xử với em chồng như vậy được chứ? Tại sao có thể hất hủi em mình không có chỗ ngủ mà qua tá túc có đêm thôi mà nó hất hủi con bé như vậy đó, sao được? Để mẹ qua bển mày làm việc mới được. Từ từ, trời ơi, tôi lại bà, cái chuyện gì đâu còn có đó. Chưa gì hết trơn rồi tự nhiên đòi qua chữ là chữ cái gì? Ở anh, đâu vậy? Anh không nghe nó nói ai trồng khoai đất này hả? Con Thanh chứ ai nữa? Chị Thanh nói gì? Không phải thì chị Thanh... Chị Thanh sao? Chị Thanh nói là thấy kỳ kỳ. Tại vì con là con gái mà đi qua ngủ với anh trai, mà bây giờ anh trai có vợ rồi. Đó, thấy chưa? Thấy chưa sao? Bà mới là kỳ đó. Ở đâu ra cái luật mà tự nhiên mà cho em gái qua ngủ như trên phòng của anh trai mà anh trai đã có vợ rồi. Ở đâu ra cái tật đó vậy? Tầm bậy, em phải la nó đó. Ủa em thấy bình thường mà ta. Hồi đó giờ thằng Tôm nó thương con Dạ Hân, thì bây giờ em nó qua ngủ thì chị dâu phải thương em chồng của mình. Ôi, hai đứa nó ngủ nó ôm nhau, nhiều khi tối con này nó mới nó dỗ về con này. Trời ơi, dễ thương đáng yêu không? Tự nhiên nó đuổi em mình ra. Trừ khi nào nó ghét con Dạ Hân nó mới không cho ngủ chung thôi. Em nói hay quá, em nhớ lại đi. Có lần mẹ sốt đó, anh mới mang mẹ qua đây, nó thôi giờ mẹ ngủ đây để vợ chồng mình dễ chăm sóc. Em nhăn anh thấy được dứt cái đầu em, nó đi nó lại hoài. Em nói là ba người không thể nào ngủ chung được. Nhất là đã có vợ chồng mà mẹ là ngủ chung với con trai là sao? Bây giờ em lại nói vậy. Chứ mà nó nói gì kỳ cục quá. Cái chuyện đó ngày xưa khác chứ. Bây giờ tóm lại hồi nãy mà con lỡ miệng con nói hổn với chị Thanh, qua xin lỗi chị Thanh. Và dứt khoát không được qua bên phòng của anh trai ngủ, nghe chưa? Ủa anh? Dạ, con biết rồi. Con xin lỗi ba mẹ. Tự nhiên chưa giải quyết cho nó xong rồi để cho nó đi nó ngủ ở đâu? Anh kỳ cục quá vậy thì, lúc nào cũng binh vì con dâu hết là sao? Nếu nó muốn ngủ ở đây thì anh kê cái giường thêm cho nó ngủ ở đây chứ có gì đâu mà tự nhiên tại sao lại cho nó qua ngủ với anh trai nó? Em lạ lùng, anh đã sắp xếp xong hết trơn rồi tự nhiên bây giờ ào lên. Nó cái kiểu nào á, anh cũng binh vì con dâu hết. Kỳ cục quá vậy, con ruột của anh mà, nó út đó, rồi anh bỏ nó ngủ ở đâu? Thôi được rồi, anh với con dâu, anh với con trai anh á, nệm ấm chăn êm đi. Mẹ con tôi đi qua phòng khách ngủ, không cần ngủ ở đây nữa. Mình đi cho sướng. Hả?
Sao tự nhiên hai mẹ con khi nằm ngủ vậy? Vui quá ha. Vui cái gì nổi mà vui. Mẹ Dương Hân đang bệnh vậy mà phải ra ngoài này nằm, cũng tại vợ của con hết á. Tại sao nó có thể đuổi em chồng mình ra khỏi phòng được chứ? Rồi mấy mốt nữa hả? Nó đuổi hết gia đình mình ra ngoài đường ở luôn cho mà coi. Trời, mẹ là cái chùm ở nhà này luôn á. Ai mà dám nghĩ? Sao mà biết được? Hả? Biết đâu làm tới cái chuyện gì luôn á. Mà mẹ nói rồi, con phải dạy vợ ngay từ thuở bơ vơ mới về. Chứ con chiều chuộng nó quá. Cái kiểu này ha, nó được đằng chân nó lên đằng đầu đó. Giáo dục vợ lại đi con. Nhìn gì? Mẹ nói không đúng sao? Mẹ đâu có bắt con là phải hành hung, bạo hành, đánh đập vợ mình đâu. Vậy là cũng phải hả? Có gọi là trình độ dạy vợ, hiểu không? Cho nên nó con coi là sao á, mà con dạy nó, con cho nó hiểu biết, à, nó thấu hiểu, mà con không có hành hung gì hết. Mẹ thấy người ta nói mẹ tầm ác quá, suối con trai mình đi dạy vợ thế này thế nọ, không được bạo hành đó nghe chưa? Dạ, con hiểu rồi. Có lẽ là mẹ hiểu lầm Đan Thanh thôi, chứ Đan Thanh không có vậy đâu. Thôi, được rồi. Bây giờ con hứa với mẹ, con sẽ dạy vợ con. Đúng rồi. Để cho mẹ yên tâm, mẹ chịu chưa? Con dạy làm sao mà không có được bạo hành nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Yên tâm. Bây giờ con lên con dạy vợ con nè. Hay quá, con trai của mẹ mà. Thấy không? Con thấy chưa? Ê, dạ không? Không biết sao? Nó tìm cách nào để nó dạy vợ ta? Mẹ. Gì? Mẹ tính đi đâu vậy? Mẹ không có được nghe lén đâu nha. Cái nghe lén nào? Những người có cốt cách sang trọng, người ta không có làm như mẹ đâu. Mẹ làm cái gì đâu? Mẹ lên coi nó dạy vợ nó làm sao. Mà mẹ tin con trai của mẹ, nó sẽ dạy vợ nó một cách lên bờ xuống ruộng cho mà coi. Ôi, làm gì vậy? Nè, đừng có giận nữa. Anh xin lỗi. Em nói đúng được chưa? Đáng lẽ anh phải giữ khoảng cách với Dạ Hân. Tại vì dù sao nó cũng lớn rồi, mà nó cũng là con gái nữa. Anh em nói đúng. Mà anh biết sao không? Tại vì từ nhỏ tới lớn á, anh với nó thân với nhau lắm. Thân nhất trong nhà luôn á. Anh mà coi nó như em trai luôn mà. Nhưng mà bây giờ em nói như vậy thì anh thấy hợp lý rồi. Anh sẽ thay đổi được chưa? Thật ra thì em cũng thấy em sai. Tại lúc nãy em cũng phản ứng hơi quá với Dạ Hân. Vậy tìm cách nói chuyện với nó nha. Nha. Hết giận anh rồi đúng không? Hết giận chưa? Anh xui. Anh xui hả? Vậy thôi về đi. Làm gì hết hồn vậy? Mẹ làm gì vậy? Anh của con á, nó nói nó lên dạy vợ nó. Mà sao nó im re vậy con? Hả? Bộ mẹ muốn mà chồng anh Tom cãi nhau ông Tỏ mẹ mới chịu hả? Cái con mày không đánh gì quá. Vì ai? Vì ai mà mẹ binh vực con chứ gì ai? Mới xuống đây ngủ nè. Vậy đó mà con cái gì nữa, xỏ xì mình. Xỏ xì mình. Đó. Mẹ cứ cố tình ho chi. Giờ ho tiệt rồi đó thấy chưa? Cố tình rồi nào? Đi ngủ đi. Thôi con đi ngủ á. Ừ. Đi đâu đi? Đi đâu ra? Con đi ngủ. Đi xuống này ngủ với mẹ. Tự nhiên phải khổ vậy nè. Đi. Cho nó lên bờ xuống ruộng nghe chưa con trai. Là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến từ nay bắt đầu. Mẹ chồng nàng dâu, làm sao cả hai thương lấy nhau.
vợ mình thương, mẹ thì sao dám làm đau. Mẹ chồng nàng xấu, cuộc chiến không bao giờ ngừng đâu. Giờ mình theo ai, thân trai 12 bên nước yeah. Giờ mình theo ai, vì ai vì ai mình cũng thương. Phải làm sao đây, nụ hôn đắm say hay lời ru yeah. Chọn một trong hai, chọn một trong hai.